không cần thiết phải kết nối ra bên ngoài. Còn nếu mà muốn kết nối ra bên ngoài thì nó cũng có một cái cho phép mình lập trình theo kiểu soft IO được. Ví dụ như là bây giờ dựa trên cái actor của SK ấy, thì mình có làm cái trong cái thiết bị chung này mình biết đấy thì là nó có cái